Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình là Music Gummy Bear. Hôm nay mình sẽ chơi game chính là game tàu lửa nha mọi người. Lâu lắm mà chơi cái chơi tự game này thì mình mới chơi lần đầu. Rồi mình sẽ chơi và nó có nhiều chứng ngại vật khác nhau. Lúc trước mình cũng chơi thử game này rồi. Hôm nay mình sẽ chơi và quay video cho mọi người coi nhé. Thì lúc đầu thì chạy nó khá đơn giản, nói chung là mình tăng thách cỡ thì nó cũng không có rớt luôn mọi người. Đồ game này dễ, nó chỉ có mấy cái chướng ngại vật như là mấy xe đi ngang qua. Nếu mà đi ngang qua như là nó phải bị có bom nổ à, mình văng mất tiêu. Thì lúc trước thì có em chung chơi chung với mình nhưng mà quên quay. Bây giờ hôm nay mình sẽ quay. Nay quay một mình, đi mình thôi nha. Mình không có đi chung với ai, đi mình là đam mê rồi. Thì mình sẽ tới cái khúc này nè, mình sẽ cẩn thận. Thì nó có mấy cái xe hơi, nó đi ngang qua mà xe hơi thì nó thấy kỳ sao. Nó đi trên đường ray à, xe hơi mà đi trên đường ray thì nghe nó cứ sai không này. Thì dù nó sai nhưng mà thôi cũng kệ. Nên mình vẫn thực hiện cái nghĩa vụ chạy nha. Nói chung mình chạy xe này, wow, nhìn nó quá đã luôn. Cái game này lần đầu chơi thôi mình thấy là mê lắm luôn, hơi phê con tê tê. Game này chạy có tí là cũng tới đích nè mọi người. Đích thì nó nằm hình như nó nằm trên kia. Đấy, thì cái game này nó thuộc nói chung là game đơn giản nhất thế giới luôn hay sao. Cái game đơn giản hơn nữa nhưng mà cái game này thì mình chạy nhanh tới cỡ nào thì cũng không rớt luôn. Thì cái game này mình phải bấm nút W thì nó sẽ tự chạy nha, hoặc là bấm nút đi lên cũng được. Nó chỉ có những cái game này bấm nút nhanh cỡ nào thì nó cũng chạy tới tốc độ tối đa 49 thì chạy cũng phê rồi, chẳng có gì mà khó. Thì nếu ở đây là video này là sau video Anime Defense nha. Thì nếu mọi người thấy Anime Defense cái game này hơi khó nên mình vẫn chưa nghĩ ra được cái cách chơi của nó mọi người. Chắc mình sẽ tìm hiểu thêm về cái game này một chút. Thì mình năm nay cũng lên lớp 10 nên mình không có thời gian để đầu tư vô cái kia nhiều lắm. Thì mình sẽ cố gắng chơi dứt nó luôn. Tới số 2 rồi. Dạ luôn đi. Tới số 2 là dứt luôn. Cái này Station 2. Vô. Mình đọc tiếng phát âm tiếng Anh thì cũng hay đấy. Nhưng mà nó có một cái là không có được ăn ý cho lắm, chính là dịch. Thì mình rất là dở tiếng Anh. Thật sự luôn. Mình khá là ngu tiếng Anh mọi người à. Chẳng có giỏi. Thì sắp tới đây thì mình sẽ quay nhiều và cái tựa game mà mọi người yêu cầu cho mình ha. Tại vì có nhiều người nói là mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của mọi người. Thì mọi người đưa ra có nhiều game khá là thú vị, mình sẽ chơi luôn. Chứ dù khó cái nào chơi cũng được, nhưng mà đừng có đưa game lag quá. Tại vì lag quá thì mình cũng thông cảm, mấy của mình hơi yếu, không có quay được nhiều. Mọi người có thể ủng hộ qua kênh Game Gaming nè, và kênh Anfan Gamer Official. Hai cái tên đó là kênh của em mình nha. Thì kênh em mình cũng làm về game chủ yếu. Cái kênh chung của hai anh em mình thì chắc là kênh về gì ta, về cái chủ đề anime shop hoặc là Roblox shop, mình đều đăng trên đó nha. Đó là do mình quản lý. Còn còn cái gì ta, cái kênh Bình Vân Official thì cái kênh đó là do mình quản lý luôn. Đó là đam mê về anime. Mình nếu mọi người thích anime thì có thể qua đó coi. Giật là lừa, dù mà nó lấy nếu mà lấy full video thì nó bị bản quyền, mọi người cảnh cáo là lừa mà lắm, bị chặn video. Nên mình buổi đơn giản thôi là được rồi, không có gì nhiều. Dù mình quay hơi cùi nhưng mà mình chưa có cái micro để nói chuyện. Nếu mà mình đã có cái kia rồi không có làm được, nên mình phải quay đơn giản vậy thôi là được. Nó chạy vậy cho nó đơn giản, mình thích vậy hơn mọi người à, chứ không cần nhiều. Này cái tựa game này đơn giản thôi, chạy từ từ cũng tới à. Vô tiếp nữa nè. Nó có cảnh báo vậy không mọi người ơi, nhưng mà mình sẽ né mấy cái. Nhưng mà chướng ngại vật của nó như là cái mấy cái xe á thì mình sẽ né nó nha.
Còn mấy cái này thì nó không có sao mọi người, nó chỉ báo hiệu là có cái phía trước thôi. Cái này đơn giản, chẳng có gì khó cả. Ôi, nhà mình chạy tới xe to quá. Dạ, mình cũng đã tới đây à. Rồi, tới đây thì mình sẽ qua bên đây, mình sẽ lấy thêm một cái xe này nó tự động chạy luôn nha. Nó tự động chạy luôn nha mọi người. Mình cứ để im cho nó chạy mọi người. Thư giãn. Nó có nhiều cái hay ho của nó. Nó tự chạy nha, nên mình không khỏi cần tăng tốc luôn, nó sẽ tự chạy. Chạy chậm, chạy nhanh gì cũng vậy à. Thì mình đây, qua đây mình sẽ lấy lại cái xe cũ mà mình lấy tiếp. Rồi, vô. Dứt. Dạ. Dễ thôi. Em này được tên là slow and. Như là chậm lại nếu không là sẽ kết thúc hay gì. Mình không biết dịch mọi người. Nói chung là chạy từ từ cũng được, mình chạy nhanh cũng được. Nhưng mà chạy nhanh thì nó cũng không có được nhiều mọi người. Ôi cái chỗ này chạy ảo diệu quá. Mà cũng chơi game này nên mọi người đừng lo, cứ tăng tốc độ cho mình. Và mọi người chỉ cần né mấy cái xe ra là được rồi. Game này thuộc nhóm game dễ nhất rồi đó. Game mà mình cũng khá yêu thích nên cái nó cũng khá đơn giản. À thấy không? Đấy, có mấy cái xe này nó sẽ quẹo qua đây và nó sẽ tông chúng mình đó. Ôi ôi. À thấy không? Mọi người phải nên né mấy cái xe này, không là ly dậy từ đầu là khóc đấy. Cũng mệt lắm đó, chứ không phải đùa. Rồi mình sẽ lên này mà mình sẽ tới cái chỗ này. Đích hình như nó còn xa mọi người. Hơi xa chút. Nhưng mà mình sẽ gồng chạy tới đó luôn nha. Gồng hết cỡ chạy lên tới đích luôn. Lâu lâu mình ngày nào cũng đăng video hết mọi người. Đều đều sốc. Và thường đều ra hết sốc. Thường là video sốc của mình làm video mà hay hay thôi, chứ video mà những viễn cảnh hài hước nhất của nó. Này, mình có 5 kênh nha, tới hạn 5 kênh mình để ở dưới. Thì các bạn nào muốn thích kênh nào thì có thể đăng ký vô và coi. Mà mình có thể ủng hộ cho chúng mình được cái nút like, subscribe để mình có thu nhập để phục vụ cho kênh nhé. Để cũng có chút doanh thu, đam mê mới nuôi mọi người. Chứ quay không vậy thì hiện tại khá ít người coi. Mong mọi người quay cho mình, về cái này để mình. Tới năm Anime Defense thì nhiều người bình luận cũng lâu rồi, nhưng mà mình không giờ mới làm. Nên không cảm chút, không có nhanh đâu. Mình chạy tới bên kia. Ô, gần tới mọi người. Cố lên, cố lên. Ui, thanh niên này chạy cũng nhanh đấy. Ui, cũng một mượt mà. Yeah, cái game này khoảng chưa tới 10 phút mình đã gần tới đích à. Thì chắc cũng 9 phút mấy là tới đích hay gì rồi. Đúng rồi. Ồ, chạy phê. Yeah. Và tới đích. Yes, kết thúc rồi. Và mình sẽ dừng, tạm dừng video ở đây nha. Wow. Thì cái này cái xích đu nè, nó lắc qua lắc lại nhẹ nhàng quá. Mở lên, mở lên. Mở qua bên này. Mở lên, mở lên. Trời ơi, không có mạnh gì hết à. Mình sẽ cái này mặc đồ nhân vật đúng không ta? Không, sẽ chẳng có cái gì thế này. Để sẽ chọn cái con thỏ đi. Không chọn được thôi. Ok, không có được. Này là chọn từ game mà nó giới thiệu nè. Này là chai là gì ta? Ồ. Ồ, cũng chết đấy. Rồi. Thì video này cũng tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe đăng ký nhé. Nhấn chuông nhận thông báo của mình và những video mới nhất á. Và bye bye mọi người.